tới đợi để nhận nước nha các bạn. Đậu lên lại giùm. Đậu ra cho đông rồi lại cái đi chị. Nhận nước chị. Chào chú. Nhà thiếu nước hả chú? Dạ thiếu nước. Dạ, thiếu lâu chưa chú? Dạ thiếu này cũng còn nửa tháng. Dạ. Chưa chú, đợi xe xuống chú. Do hạn mặn kéo dài nên bà con ở dưới Bình Đại thiếu nước rất là nhiều. Nghe nói có phát nước là bà con rất là mừng, đến nhận rất là đông. Thì cô chú anh chị mạnh thường quân nếu mà có cho nước thì vũ sẽ tiếp nhận để phát cho bà con nha các bạn. Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Sáng hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2024, lúc 9 giờ ở chỗ shop Quy có phát nước uống cho bà con. Bây giờ Vũ xin quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Giờ Vũ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha.
Đại các bạn có mua đồ ghé mua đồ ủng hộ Shopee nha. Ở đây bán đồ rất là nhiều mẫu đẹp nha các bạn. Bây giờ bà con đến rất là đông nha các bạn. Nghe tin mà phát nước là bà con tranh thủ đến nhận rất là đông luôn. Thứ hai nữa, bữa nay Quy phát tới 500 thùng và không có phát phiếu, bà con đến nhận tự do nha các bạn. Nên bà con đến rất là đông luôn. Yeah.
quẹo đường kia về cho trong. Chỗ sống để phát nha các bạn. Xe chạy xuống ngay chỗ huyện đội nha các bạn. Bây giờ trển đông quá. Giờ chuyển qua xe lôi. Đó là chuyển vô mấy chỗ mấy cái xã ở sâu ở trong nha các bạn. Đây là của Quốc Diễn đó, bạn Quốc xe kia Thành Thệ, còn xe chạy đâu? Đem hai xe nè. Cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước nếu mà có gửi tặng nước cho bà con thì Vũ tiếp nhận sẽ phát cho bà con nha các bạn. Dạ được đi. Chú quay xe lại đi để... cho ông cụ thùng đi. Cậu Phước cho ông cụ thùng mà cậu Phước. Bây giờ mà 10 xe nữa cũng không đủ. Quá chừng luôn. 10 xe nữa cũng không đủ nữa. Ai có muốn có cho cái này thì cứ liên hệ cho em. Là người có công một cái của chút xíu thì gom góp lại nha. Bảo như quy cho thoải mái vậy bà con tới nhận đông. Thì em không có phát phiếu. Không phát phiếu. Còn phát phiếu thì không có đông. Còn cho thoải mái về bà con tới đông. Đó, với em là hạn mặn dữ lắm, với em là đang thiếu nước uống dữ lắm. Bao nhiêu cũng không có đủ mọi người. Này là 500 thùng luôn hả Quy? 500 thùng mà không đủ, anh thấy hôm nãy còn ở trên chứ còn thấy còn mấy trăm người mà chưa có luôn. Cứ chen chen luôn, không có đủ đâu. Quá chừng luôn. Tại vì kéo dài quá nên giờ bà con mặn kéo dài nên giờ là bà con là hết nước rồi. Ý mình đổi địa điểm luôn mà ra vẫn chạy theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nắng dữ lắm các bạn, 4 mấy độ ở dưới Bình Đại hả, rồi nắng là 4 mấy độ. Rồi là cho ở khúc chợ thị trấn, bây giờ là xe phải gác chuyền vô những cái chỗ nhỏ ở trong Bình Quê với mấy chỗ mà sâu vô phải không? Sâu vô xe tải vô không được, tại có nhiều người ở xa, mấy người ở xe tải vô không được, phải chuyền xe phải gác vô chỗ sâu hơn á, chỗ xa hơn. Rồi hết rồi nha các bạn. Vũ thay mặt bà con mà khó khăn mà ở dưới Bình Đại mà nhận nước hôm nay là nhận 500 thùng nước này. Cảm ơn shop Quy ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Quy cùng là cái mấy anh chị em ở bên nước ngoài bạn của Quy này nha các bạn. Vũ thay mặt bà con là cảm ơn rất là nhiều. Không đủ luôn các bạn ơi, 500 thùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi Quy anh về Quy ơi. Rồi. Cảm ơn Vũ. Thay mặt bà con cảm ơn cưng cùng mấy anh em bạn cưng ha. Cảm ơn rất là nhiều nghe. Rồi. Rồi nếu em quy động được thì em sẽ cho tiếp. Rồi rồi. Tiếp cho liên em liên hệ cho anh hai. Rồi rồi, cảm ơn cưng nhiều. Rồi. Rồi. Cảm ơn cả. Rồi cảm ơn cưng nhiều. Rồi. Rồi cảm ơn mọi người nha, coi và subscribe đăng ký kênh của anh Vũ Camera Bình Đại để cập nhật tình hình Bình Đại ở đây nha. Rồi cảm ơn cưng. Rồi.